Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với video chia sẻ tiếp theo của mình. Sau quá trình sử dụng chiếc iPhone của các bạn một thời gian thì chiếc iPhone của các bạn có thể xảy ra một số lỗi vặt. Và trong cái video lần này mình chia sẻ cho các bạn cái cách để các bạn có thể khắc phục được một số lỗi vặt ở trên chiếc iPhone của các bạn bằng cái cách là các bạn có thể reset khôi phục lại máy mà không mất bất kỳ cái dữ liệu nào ở trên chiếc iPhone của các bạn nhé. Đầu tiên thì mình sẽ vào cái phần cài đặt. Tiếp đến thì các bạn sẽ kéo lên cho mình. Các bạn chọn vào cho mình cái dòng là cài đặt chung. Và các bạn sẽ kéo lên cho mình. Các bạn sẽ chọn cho mình vào cái dòng là chuyển hoặc đặt lại iPhone. Và đây thì các bạn sẽ chọn cho mình tiếp vào cái dòng là đặt lại. Ở đây thì sẽ có 5 cái mục để cho các bạn có thể lựa chọn. Dòng đầu tiên là các bạn có thể đặt lại tất cả cài đặt. Có nghĩa là các bạn có thể đặt lại cài đặt mạng này, đặt lại cài đặt từ điểm bàn phím này, đặt lại bố cục màn hình này, hoặc là đặt lại vị trí quyển riêng tư, hoặc là các bạn có thể chọn từng cái mục mà các bạn muốn khôi phục lại nhá. Ở đây thì mình sẽ chọn ngay cái dòng đầu tiên là đặt lại tất cả. Có nghĩa là các bạn có thể khôi phục lại được tất cả cài đặt mạng này, đặt lại từ điểm bàn phím này, đặt lại bố cục màn hình này, hoặc là đặt lại cái phần quyển riêng tư này. Đó, thì mình sẽ chọn là đặt lại tất cả cài đặt này. Thì ở đây thì họ cũng nói là thao tác này sẽ đặt lại tất cả cài đặt và sẽ không có cái dữ liệu hoặc là phương tiện nào bị xóa nhá. Cho nên là các bạn sẽ yên tâm nhá. Mình sẽ chọn vào là đặt lại tất cả cài đặt. Mình sẽ chọn tiếp. Và giờ thì các bạn sẽ chờ cho chiếc điện thoại này khôi phục và khởi động lại nhá. Đó, vậy là chiếc iPhone của mình đã reset khôi phục lại rồi nhá. Và giờ mình sẽ mở ra nhá. Và mình sẽ xem chiếc iPhone của mình có mất cái dữ liệu nào không nhá. Đây thì cho phép này, tiếp tục này. Đây nhá, thì các bạn nhìn thấy đây, khi mình đã reset khôi phục lại chiếc điện thoại của mình thì cái phần ảnh này hay tất cả những cái phần danh bạ này hoặc là những cái ghi chú của chúng ta, có nghĩa là tất cả những cái dữ liệu ở trên chiếc iPhone của chúng ta sẽ không bị xóa đi nhá. Thì khi các bạn nào mà bị một cái số lỗi vặt không rõ nguyên do thì các bạn cũng sẽ reset khôi phục lại như mình hướng dẫn nhé. Đó, thì xem xong cái video vừa rồi, các bạn thấy cái video này của mình hay và hữu ích thì các bạn hãy like và đăng ký kênh để theo dõi và ủng hộ những cái video chia sẻ hữu ích tiếp theo của mình. Mình xin cảm ơn.